Vâng, GRO xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, em Minh xin giới thiệu cũng như quảng bá cho các bác một model đẩy phiên bản 2023 của các anh em. Đó là dòng đẩy chính hãng nhập khẩu của PS Auto. Nói thương hiệu PS là một thương hiệu hàng đầu tại trường Việt Nam. Nhà đây dòng đẩy nhập khẩu đã bán cũng như phục vụ các anh em được 7-8 năm nay rồi. 7-8 năm từ những thời đầu những con đẩy BBK ấy ạ. Hãy dòng đẩy PS như BB4008 thì đây là phiên bản đời 2023. Nó là dòng đẩy mạch class D nhá, được bảo hành 2 năm. Và tuy là mới ra nhưng mà dòng đẩy này được sự tín nhiệm cũng phục vụ các bác trong thời gian vài tháng các bác chơi các bác biết rồi. Em bán rất là nhiều. Thì đối với sản CD mạch class D này hiện tại bên thì mình đang bán những dòng đẩy như 2 kênh và 4 kênh thì tối thiểu nhất nó giờ 1500W trở lên các bạn. Và hôm nay em giới thiệu đến toàn thể các bác là một dòng đẩy mạch class D cho ra tiếng rất là hay. Nghĩa là trong con đẩy trong các dòng các model mạch tiếng hay ấy, thì class D là dòng đẩy cho mạch và cho chất lượng và tiếng ra hay nhất mà em đánh giá hay nhất các bạn nhé. Sử dụng nguồn xung các bạn, nguồn xung. Và thiết kế 2U các bạn nhá. Nó thiết kế đợt 2U liền cơ các bạn. Vì là dòng này sử dụng hai vỉ mạch rời thì các bác có thể dễ dàng là tháo vỉ và bên nhà hãng có thể thay thế nó cơ động nhất các bạn nhá. Chào chú ạ. Và một con đẩy chất ấy thì báo cáo bác thì bao giờ bên ruột em ở quay dù nó ở thế hệ mạch nào chăng nữa. Đầu tiên em sẽ review bên ngoài chi tiết nhé, vì hôm nay là một clip em review dành riêng đối với phiên bản đẩy đời mới phiên bản 2023 chất lượng mời cho phù hợp cho những bác nào đến sự kiện. Còn tất nhiên nếu để anh có đẩy này một gia đình thì phải các bác nào đánh thật rất phải vài đôi loa và súp thì mới đánh dùng hết tính năng con đẩy này được. Còn thông thường những với những con đẩy công suất như này thì bác hầu như sẽ phù hợp cho những bác đi sự kiện hơn bác nhá. Đây là dòng đẩy máy class D thiết kế rất là nhỏ gọn, đấy size 2U mà đằng trước để hệ thống đèn này bốn chiếc áp nhé, bốn chiếc áp là thiết kế như dòng đẩy của Dao. Đấy, rất là đẹp luôn. Sản hàng nhập khẩu bác nhé. Nguyên hộp đây, bác nhìn thông số ạ. Thông số. Thì đối với mẫu CDD 4 kênh này thì bên nhà hãng thì gồm có hai model, gồm model 1500W và một model nó là 2500W. 2500W là thể là chuyên đánh cho những bác ở sự kiện lớn nhất, nhà với những dòng xúc kép khó tính, những dòng đẩy phun đôi, những dòng loa phun đôi khó tính có 100 hay có 115 đều đánh được tất nhá. Còn hiện tại đối dòng 1500W này bác đánh chỉ đánh tầm phun đôi 40 coi 75 76 là dư. Đấy. Với công suất cho là 1500W ở một kênh nhân 4 kênh. Ở 4 ôm là 2250W các nhá. Đấy. Trọng lượng của nó là có bao nhiêu đây? 13 kg thôi. Rất là nhẹ, một tay em có thể nhấc được con này. Và thiết kế hai vỉ rời. Đấy, em mở cho anh với. Đấy. Thì trước mắt coi thì một cái tấm này. Cái tấm này ấy, là nó là để cách điện đúng không? Cách cái điện để đỡ mát đúng không? Đấy. Em xin phép lật ngược đây. Trên những dòng đẩy như của DB cũng vậy, nó cũng dòng như mạch class TD trở lên nó có cái tấm này. Thì trước mắt các bác thấy các bác hay xem những dòng đẩy nguồn xung hay những dòng đẩy như bao shop, bác xem những dòng đẩy bao shop ạ. Thì nó thiết kế ở đây nó đều là sử dụng các cái dòng tụ, ở đây là linh kiện của Mỹ hết 100% nhá. Linh kiện Mỹ từ con tụ hóa. Nhỏ thôi nhưng có võ bác nhá. Dòng tụ công suất bác nhìn này, chỉ số của nó này. 180V này, bác nhìn không? 180V nhá, được, quay đây nó dễ này. Đây 180V này. Bác thấy không? 180V, tụ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà dòng này sử dụng MOSFET khuếch đại. Và ở bác thì dòng vỉ nó sử dụng vỉ đen, cực kỳ xịn sò. Đấy, tất cả tụ một những dòng đẩy chất lượng ấy thì khi bác quay vào ruột thôi, cũng nói lên tất cả rồi các bạn. Quay vào ruột thôi dù nó ở thế hệ mạch nào, nhất nó đẹp, gọn gàng, cái thứ hai các cái linh kiện nó chi tiết, sắc nét. Ở đây bác để ý này. Từ con tụ thôi nhé, dãy tụ này. Đấy. Và những con trở ạ. Trở bác nhìn 100% trở lớn, nó không bao giờ bác để trong những con người con đẩy xịn sò ấy, những con đẩy mà sử dụng MOSFET ấy thì bao giờ nó sử dụng con trở, nó toàn trở lớn. Trở lớn 5 vạch màu, 3 vạch màu, trở lớn nhá các bác nhá. Đấy. Hệ thống tụ đều sử dụng MOSFET này, khuếch đại. Thanh tản nhiệt bằng đồng 100%. Đậm. Và bác nhìn các cuộn cảm nó nhé, cuộn cảm. Các bác để ý những dòng đẩy nguồn xung mà ở phân khúc cứ 4-5 triệu, 5-6 triệu ấy. Đấy, 4-5 triệu, 5-6 triệu ở phân khúc rẻ hẳn ấy. Thì bao giờ bác để ý những con cuộn cảm này. Nó đều bằng cái dây đồng ấy, nó vàng óng nó nhìn trông rất là dại, nhưng từ những con đẩy nó chất lượng lên tí khoảng độ trên chục triệu, ngoài chục triệu một con đẩy của hãng ấy. Thì bác để ý bao giờ cái cuộn đồng này nó khác hẳn nó một trời vực, đó bác nhìn đâu ạ. Nó màu thẫm mà nhá, màu thẫm như kiểu một đồng nguyên chất ấy, màu thẫm luôn. Đấy, bác nhìn ống ngựa. Và bác em lưu ý trên và tất cả chân linh kiện nó bơm này, keo giữ rất là chắc chắn luôn nhá, giữ chắc chắn luôn cả tụ vậy, hệ thống tụ
rất chắc chắn luôn nhé, làm tỉ mỉ từng chân linh kiện một, vì những dòng này là dòng đánh được cả điện áp thấp, và cái thứ hai nữa là dòng này là đánh nó lúc nào mát máy nên các linh kiện nó cực kỳ chất lượng và xịn sò nhé. Phần vo nguồn xung nó đây, thanh cản nhiệt này, và xung hai cục nguồn xung lớn. Ở dòng này thiết kế hai vỉ nhá, nên nó nên hai u ạ, hai u rất là dừng rất là nhẹ nhá, nhẹ nó một tay trước nên có hơn chục cân thôi, và hai vỉ, một vỉ trên tương ứng với hai kênh và một vỉ dưới tương ứng với hai kênh đấy, hai vỉ nhá, hai vỉ riêng biệt, nên được nhà hãng bảo hành đến 2 năm. Dòng này rất là bền, nó bền ngay từ bên trong linh kiện rồi. Thì hôm nay Hiếu Minh review quay cho anh phần hậu sau rồi. Review chi tiết đến toàn thể các bác anh em. Thì đầu ra của nó bác chỉ thấy này, một con rẩy rất là đa năng. Bác thấy con đẩy nguồn nguồn xung nào mà có đường linh ra đều, trên đôi này là tích hợp nhất, từ chế độ chập kênh này, cân bằng này, sitea đầy đủ nhá, tín hiệu vào và tín hiệu linh ra, 4 đường, và đường ra của nó tất cả chân của nó bằng lưu trích hết 100%. Và đây thì tín hiệu dây vào thì nó bằng cái chuôi bằng lưu trích nhá, chuôi bằng calo lưu trích này, nó rất là chắc chắn và khỏe, dây to nguồn lớn nhá. Vậy điện áp chịu đựng này bác nhá, 90 đến 260 V. Nhà dòng này chạy được cả điện áp thấp, những bác nào đi xô sự kiện đi mở các vùng sâu vùng xa thì nên lấy con đẩy này. Đây là những cái em chia sẻ thật tâm, và những con đẩy này nó ở phân khúc giá rất là hợp lý, nhà so với các hãng khác thì giá rất hợp lý. Đấy, rất là hợp lý các bác chơi, các bác liên hệ trực tiếp đúng giá tốt nhất nhá, đúng suất 1.500W một kênh. Đấy, và bây giờ sẽ tiến hành test chất âm để bác nghe độ chi tiết một con đẩy tiếng ra rất là hay, và đây là dòng mạch cho ra rất là hay, và cái độ êm ái của dòng này hoạt động nó rất là êm. Và dòng này sử dụng là thanh cản nhiệt đây, và nó sử dụng nguồn xung nên là cái độ mát máy nó rất là mát so với các dòng khác, và cực kỳ êm nhất trong các dòng các nhá. Vâng, và bây giờ em sẽ tiến hành test chất âm đối dòng đẩy 4 kênh mạch class D PS SLA 4.15 các nhá. Từ ạ. Bác thấy cơ chế đầu tiên em sẽ bật đến cơ chế hoạt động của đẩy này, bác thấy này. Đó. Quạt trong hút lên và ngắt này, êm ái và đồng ngắt, có được không ạ? Cực êm luôn nhá, cực êm, 4 kênh rồi êm, vì dòng mạch class D là dòng đẩy chạy êm ái nhất, mát máy nhất so với các dòng đẩy khác thị trường và tất cả dòng mạch khác ạ. Để đánh giá khách quan nhé, bên em thì bên em bán full các hãng đẩy nên là mình đánh giá khách quan nhất. Và bây giờ sẽ tiến hành test chất âm của dòng đẩy này, các bác nghe độ trong sạch của dòng đẩy này. Ở đây em đang tiến hành test không có súp mà em đánh một đôi loa thôi ạ, không tăng lên cho anh. Các bác nhìn nhiệt độ này, nhìn giờ này. Okay. Tiếng rất sáng sạch trong. Rất chi tiết luôn nhá, đường rất chi tiết luôn. Máy chay không đấy? Được nghỉ 5 ngày phép, mất 2 hôm làm quên, em mới cho mình niềm tin. Cuộc đời chinh chiến quanh năm mới bâng biển, thì gót liêu mong manh, làm sao bước sông hành. Anh chỉ em ngại gió lay thủ tầm xuân vừa hè, nào khi về nhé ngang căn nhà màu tím, biết em đang buồn vào mong chưa tỏ lối, bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa im. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống riêng ngầm bụi, hạt rơi luôn hoa cười, ai chẳng mong gặp bên trong khỏi ơn duyên mà đời anh đây đó vui.
đoạn nhạc các bạn nghe cái lời rất là trong, chi tiết, nghe nó không bị lẫn tạp âm ấy nhá. Dòng này tiếng rất là hay. Và cái đây tiếng rất là hay nhá. Nhưng với gần dòng mạch HD mà sử dụng các linh kiện xịn sò ấy, tiếng rất là trong nhá. Không biết cái máy ấy, vì thì em từ xưa nay em bán của bác cũng như quay clip này này, hầu như em quay bằng điện thoại. Em quay bằng điện thoại của iPhone thông thường thôi. Mới đầu thu hết cái giải vào để có nghe không, bình thường là phải làm máy quay chuyên dụng. Máy quay chuyên dụng thì nó cũng nét hơn nữa cơ. Đấy, nhưng mà đây là cảm nhận chất âm thực tế về các dòng đẩy, vì em bán là bán khách quan. Bán rất nhiều các model đẩy. Nhưng cái điều quan trọng em bán đây có một model đẩy có thể là phiên bản 2023, chất lượng cao. Chính hãng nhập khẩu PS SLA 4.15 với công suất giao 1500W, chạy mạch class D, tiếng sáng sạch hay trong. Mà nó cơ động cho vấn đề là nhẹ nhàng. Các bác đi chơi show sự kiện, phòng hát, gia đình thì tuyệt đời, cơ động các bác nhá. Tiếng rất là hay. Size 2U nó rất trông thiết kế rất là khỏe khoắn và quân chưa được bãi đo chưa đo nhỉ Hùng nhỉ. Đấy thước cho anh ấy. Thước để đâu? Để đâu? Nhớ không? Kia lấy thước anh đo cái kích thước. Đây là dòng đẩy có thể là cực kế cái ghế rất là gọn, bác bắt là tô tủ máy được hay nắp gia đình cũng đều ok nhá. Bác nhìn này. Bề sâu của nó bao nhiêu phải đo chưa? 36 rồi. 36 phân thôi. Sâu 36 phân để em tính từ đuôi tai này đến đuôi tai này có 36 phân rồi, rất là đấy. Và size 2U giường ta bề cao nó khoảng 8 phân rưỡi 9 phân không nhá. Đó, tổng quan em mình review đến một con đẩy mẫu mới phiên bản 2023 sản chính hãng nhập khẩu đến toàn thể các bác anh em. Các bác có nhu cầu mua sắm, nhu cầu nâng cấp, nhu cầu đổi các, nhu cầu mua trực tiếp hay là nhu cầu lắp đặt thiết bị thì liên hệ em qua các số online tại hai cơ sở. Cơ sở 1 là 364 Quang Trung Hà Đông Nội, cơ sở 2 48B cư xá Bà Đồng Quốc lộ 2 luôn sẵn hàng các sản phẩm đẩy công suất quốc hạn nhập khẩu. Nhiều anh nhá. Và xin chân ái chào tạm biệt các bác nhá.